Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của hai vợ chồng mình nha. Bây giờ là hai vợ chồng mình đang chuẩn bị làm cái sắn để phơi. Vừa đi đào sắn về đấy bạn ạ, mang đi phơi cho gà với lại vịt. Bây giờ chiều rồi, tranh thủ phơi một ít xong mai lại phơi tiếp thôi. Mình đặt máy đi, xong là đi quay hộ vợ. Hai người nó minh lành các bạn ạ. Mình quay gần hơn. Đây là những cây sa nhân tím này các bạn ạ. Cái này hôm nay cũng ra khá là nhiều quả. Ở cái khu này có mỗi nhà mình ở đây thôi. Nhà ở ngay dưới thung lũng. Hai bên toàn là đồi núi cao này. Dưới này là ao cá với lại chuồng lợn. Cái ao cá này trước cũng nuôi mấy con chấm cỏ nhưng mà mình bắt thì hết. Buổi chiều về rất là mát mẻ luôn. Đây là nhà mình, nhà ở vùng cao như thế này thôi. Còn chỗ này là mình làm để thóc này các bạn. Con chim di hay về trong này ăn thóc ấy. Đây. Chỗ này nó phải còn hơn chục bao trong này. Tầm 20 bao trong này. Nhìn thế thôi nhưng mà để được khá là nhiều thóc. Hôm bây giờ là gió thổi nó bay hết cái miến poron mất rồi. Có cái cây này rất là hay này các bạn ạ. Cái cây này là cây hoa anh đào này. Trước mình trồng rất là nhiều nhưng mà không mọc, xong là mẹ mình nó nhổ đi vứt. Thế trước mình để mấy cái túi ni lông này. Cái này mình trồng một năm nó mới ra. Mẹ mình tưởng là không mọc nữa nên là nhổ vứt đi. Bây giờ nó lại mọc. Hôm trước mình thấy có mấy cây đây rồi nhưng mà chắc bốn mình phát ở đây. Chúng đi đâu. Chứ là mình làm mấy trăm cây đấy, bây giờ còn mấy cây này thôi. Hoa anh đào nó ra hoa rất đẹp. Ở đây thì có đường xe về đến đây bạn ạ. Mình làm đường xe máy đến chỗ cái lán này. Đây có cái lán mình để xe ở đây. Đấy, chỗ này này. Đó. Tôi lại thấy cái xe của mình ít ở bên kia. Còn bên này là ruộng của nhà mình. Ruộng bậc thang. Ở dưới này có cái thửa này là mình vừa mới đào được hơn 5. Năm ngoái thì cũng được hơn 10, 12 bao thóc. Thửa thế này năm nay chắc cũng phải hơn một tí. Mấy năm ngoái mình đào mới nên là nó chưa tốt mấy lúa ấy. Mình chạy dưới này xem một vòng. Trong này có khá là nhiều rô phi này. Cá rô phi ấy. Mình rất là thích ăn cái loại chuối này bạn ạ. Chuối này rất là ngon. Chuối tiêu, không phải chuối tiêu đâu, cái loại này mình cũng không rõ mấy. Có quả, quả bi chuối to chứ. Đó, thửa này là được 12 bao. Hôm nay cho nó hơn một chút, tầm hơn 2 bao gì đấy. Hôm ngoái là còn mấy nên là được ít. Cái chuồng lợn này sắp hỏng rồi, cái này mình phải sửa.
mình dọn lại toàn ở trên lán lên này, đi về nhà này, cái này nó bị sụt xuống mất rồi. Trước có cái chỗ này hay có trượt này các bạn, bây giờ mình không ngó khi lại có đấy. Hình như trong có một con thật các bạn ơi, ở trong cái hang này này, mình zoom lại ra có thấy không nhá. Trước là hay có trượt được nên mình bắt khá là nhiều luôn đấy, khả năng là có thật đấy. Để mình ngó xem có. Có thôi các bạn ơi, có chuột này. Phải thích trong này các bạn ạ. Có chuột ở trong này rồi. Tí để bảo vệ với mình. Ui sao sao. Trong này nhìn không thấy. Trong này là không nhìn được. Mình phải thấy có hai con này các bạn. Tí để bảo vệ với bắt chuột trong này. Trước là mình bắt được hơn mấy chục con ở trong này ấy. Nhiều dâu dớn thật đấy các bạn ạ. Ui cá gì kia, chép chép chép. Có một con chép vàng ở trong này. Kìa, cho đi kia. Chiều nay thì nắng rất là đẹp. Buổi sáng như kiểu trời sắp mưa ấy. Ôi, tranh thủ cùng vợ làm nhanh cái này để phơi đã, không tí trời lại tối mất. Tí mình phơi mình còn quay các bạn ạ. Mình đang quay quay vlog cuộc sống vùng cao. Mình phơi đây đấy các bạn. Chỗ này là mình làm để phơi. Thôi bây giờ mình đi phơi sắn đã. Chào các bạn nhé.